Xuống đây thì trời mưa, mặt bông tím nè, rất là phúc hậu trong những cái cảnh vui như thế này. Vui, vui không bông tím? Chơi cùng Hồ Bích Trâm và bắt được con cá ăn trưa sau mưa. Và em nói, giờ là chiều. Em đang thắc mắc là hồi sáng ông này thì ói. Có dùng nét ăn chữa được không? Cái con trai người ta mà dằn xé hoài. Ủa anh tỉnh chưa? Rồi, mà bây giờ ai là cái người đem mưa xuống đây? Bình Phước của người ta đang nắng đẹp, tự nhiên cái bốn đứa trên Sài Gòn đi xuống đây cái mưa. Chịu nổi không? Rồi bây giờ mình không còn trò gì hết. Rồi thôi, bây giờ chúng em đã nghĩ ra một trò chơi rồi. Bây giờ mình không biết làm gì trong lúc trời mưa. Mình sẽ vào trong đây và mình sẽ chơi trò chơi. Biên tập sẽ đưa ra câu hỏi và chia đội. Đội của Trâm là Trâm với anh Thành. Còn đội bên đây là bé Nhàn với lại Bông Tím. Rồi đội đây là đội trẻ, đây là đội già. Rồi biên tập sẽ đưa ra những câu hỏi. Và chúng ta đội nào có câu trả lời trước thì gõ vô đây. Ai trả lời, đội nào trả lời đúng thì đội đó được quẹt lọ lên đội kia, nhưng mà quẹt một người thôi. Ok. Còn trả lời sai, người nào trả lời sai thì ngược lại. Ừ thì ngược lại dễ thôi, đơn giản. Được quyền chọn đi. Ừ mình muốn quẹt ai quẹt, nhưng mà chỉ quẹt một người trong hai mà hai một đội, cho chỉ quẹt một người thôi. Trả lời sai có câu quẹt hai người ta đánh á. Ừ đúng rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chưa? Tự nhiên cái đi xuống đây đang uống chưa xong thì mưa vô không được ngủ, bị quẹt lọ nữa. Quẹt. Ai cũng biết đỉnh núi Everest là cao nhất thế giới. Vậy trước khi đỉnh núi Everest được khám phá thì đỉnh núi nào là cao nhất thế giới? Chưa nói gì bắt đầu. Hai mình sai, bắt đầu hai mình chịu. Không có mất tay. Còn hai đứa, còn hai đứa nữ. Còn hai nữ. Còn hai nữ. Ê, chơi gần vậy. Em làm được cái thông. Chơi gần vậy. Anh nghĩ là em làm được cái thông. Phải gần vậy. Phải gần vậy. Chơi đàng hoàng nha. Bắt đầu. Rồi. Em đang biết đâu. Anh biết. Gì? Rồi, ba. Cái câu hỏi. Từ. Câu hỏi nè. Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Vậy trước khi đỉnh con nghĩa là trước khi người ta phải đỉnh là cao nhất thế giới. Ba. Hai. Đỉnh gì? Hết giờ. Hết giờ rồi bà ơi. Đỉnh đó luôn. Đỉnh đó luôn. Ở đó đây. Có đỉnh núi nào trên đó đó. Trả lời. Đỉnh núi Everest. Chính xác rồi. Ủa em nói đỉnh đó luôn mà. Đó luôn, không có đỉnh núi nào tên đỉnh đó luôn hết á. Đó đỉnh Everest mới đúng. Em quẹt ai? Em quẹt anh Thành. Rồi Thành đưa mặt kìa. Đưa mặt cặm vô. Đưa mặt cặm vô. Trời ơi, tức là trăm chơi luôn á thôi. Bà trăm cố tình phải chơi tôi biết. Cố tình chơi tôi là. Bậy được. Quẹt ngay nhìn cho biết thổi dân da đỏ. Hát quẹt rau đi, làm cho một hàng rau đi. Rồi. Tao. Tôi là người mở hàng nha. Rồi em thấy rồi đội. Rất cay nha. Rồi. Lại nè. Mình để đúng cái đẹp hay là bốn tay mình cùng chụm vô một chỗ đi cho nó đồng lòng. Thân dài một tấc bằng áo châu sa, sống thì không la, chết la như quả, là cái gì? Bắt đầu. Thân dài một tấc đúng không? Đúng rồi. Cái gì hả? Bông tím. Trái lựu đạn. Sai. Bị quẹt rồi. Yeah, mình đâu rồi. Cái gì vậy? Không, tôi kia đánh tay. Cái lựu đạn mình có chắc tròn chứ làm sao? Dài mà. Sao không có chịu lại trong xa. Thôi, cho trả lời đi, con trả lời đi. Cho trả lời đi. Con trả lời. Chết la là chỉ có thằng lại của mình thôi. Thấy chưa, biết ngay mà nó chung dòng họ đó thôi à. Nhưng mà lựu đạn tròn sao không dài. Lựu đạn người ta thích, người ta gắn kim tuyến lên như thường. Yêu. Nhưng mà chữ dài, cái chữ dài. Em ơi, bây giờ có tải đi cho nữa cũng bị quạt rồi. Cho tiếp đi em. Đúng rồi đó, quay. Cho tiếp đi. Bữa nay ta làm cái lựu đạn mà có kim sa cho mình. Thân em vừa 8 tuổi đầu, bác mẹ tham giàu đem gả chồng xa. Còn duyên em ở trong nhà, hết duyên hết phận em ra ngoài đồng là cái gì? 1, 2, 3, bắt đầu. Đừng gõ sai chết chết rồi. Đang có một cái kết quả nhưng mà... Cái gì vậy? Đang rất là sợ. Thầy quá Trâm ơi. Ôi trời.
Em nghĩ sai quá. Từ từ cái gì mày đi. Người ta chưa kịp trả lời cái ba rồi. Dạ, cái đó là cái hạt gạo. À, cái từ chưa trả lời. Nghe là chết quốc luôn, cái hạt. Phải, từ từ. Đưa chữ hạt vô rồi. Cái mà lúa giống á. Rồi xong rồi. Cái này phải không? Cái này phải không? Không phải đâu, việc gạo trong sai đem cho anh người rồi. Cái là cái gì ta? Không có trả lời cuối cùng cái gì? Bên đây rồi này có câu trả lời không? Sai rồi, tao quẹt cái này trả lời. Cái này rồi. Cái chén mọi người. Liên quan gì mà gạo trồng xa trời. Tại ý là người ta 8 bước không để ăn xong rồi người ta đi bán. 8 tuổi đó, tôi là tôi bị chết với chỗ 8 tuổi nè. Anh đét đây nè. Okay. Để luôn, cái 8 tuổi bây giờ tôi mới biết là 8 tuổi bước ra bước vô. Anh đét đây nè. Chua thiệt. Cái chén không hiểu. Ừ. Chua thiệt. Câu hỏi gì mà khó. Thì ta thấm nhất bỏ qua. Ủa, lúc đầu tiên người ta chào câu hỏi khó. Ủa, biết tại sao em trả lời là gạo không? Em là lúa không? Tại vì tưởng là người ta ngâm giống để 8 tháng sau cái nó mọc mầm lên, cái ta đem ra đồng người ta trồng. Giống như nó đồng là trồng xa, có ai trồng rồi đó, có ai cưới con lúa rồi trồng. Lúa có mấy ngày à? Ừ, lúa mà ngâm hết rồi. Trong bữa cơm gia đình mà bắt vô hạt lúa. Lúa trong trồng lên lúa mới ra gạo. Trong bữa cơm gia đình là hộp cơm nha bà nội. Giỏi quá sao không trả lời đi. Ừ. Tôi không biết nha. Trước mặt thì thấy mà lấy không được là cái gì? Cái gì đúng không? Bắt đầu chưa? Cái bóng. Đúng, chính xác. Bé Nhàn chưa bị kìa. Cái bóng. Anh lấy ngón tay đi. Ngón tay nó đẹp hơn. Nè, anh lấy em đi, được. Cái bóng lấy được, chắc chắn lấy được. Ủa, nãy em làm đũa, sao giờ anh làm vậy? Bữa rồi anh tập tay. Ừ, ai biểu em lấy đũa, đâu ai ép lấy đũa đâu. Làm chân được không? Được. Cũng đã tì rồi. Nhưng mà bây giờ là tôi đang kề trên. Bên đây, đúng rồi. Nha, ôi là nha. Cái không có cái trò nào mà ta nói. Đây. Lắc nghịch nhau luôn á. Mình biết cái. Chí khôn em đi mà mình chậm. Nếu mình khôn nhưng mình chậm. Rồi. Tiếp. Mình đừng trả lời gì hết, để bên đó đúng sai gì kệ. Sai thì mình quẹt, đúng thì quẹt mình. Chí thật hay đó. Được, người ta để như vậy nè, mấy cha để cái gì. Thôi, chứ có lợi đâu gì. Trái chi không thiếu không thừa. Những người nhạy cảm hay chừa tôi ra. Cái gì? Bắt đầu. Đem đu đủ. Chính xác. Tay đi môi. Tay đi môi. Anh trời, hồi đó quẹt anh đó. Yeah. Ai vậy? Anh chọn quẹt ai? Thôi bại, trả thù, trả thù. Giờ quẹt ai? Trả thù trăm nãy nó quẹt anh đó, trả thù trăm. Đúng rồi, mình nó trả thù ai là mình trả người đó. Ê, tao giao đuổi cái tay à bà nội. Để đâu có ai giao đâu. Đèn ổng đi. Trời ơi, cái gì đậm dữ vậy? Có đậm đâu, nó không có dính nè. Rồi, ông giơ cái tay em lên coi thử dính không? Ừ, đâu có dính đâu, đâu có dính đâu, vô cho mấy người kia coi nè, đâu có dính mấy đâu. Dân nước miếng trong mặt em. Làm gì vậy? Sợ lúc người ta vui vẻ lắm, sao lúc người ta quẹt ngại thiệt luôn á. Dân nước miếng đầy mặt hết trơn. Thì mới kêu người ta bị quẹt phải vui. Nhanh lên. Yeah. Lúc kiểu ngày xưa luôn á trời, dưới quê. Trời, nó có dính. Nó không có dính. Đúng không? Nó không có dính. Sống xấu quá. Nè nè, đâu có dính đâu. Là tại vì vậy là cái đũa nó dính hơn. Cái đũa đây. Rồi lại tiếp theo. Trên hang đá, dưới hang đá, giữa có con cá thần bơn là cái gì? Thần bơn là gì? Thần bơn không? Ai biết kể đi. Thần bơn á là cái gì? 3, 2, 1 bắt đầu. Không ai dám gõ luôn. Thần bơn là gì trời? Trên hang đá, dưới hang đá, chính giữa có con cá. Thần bơn có nghĩa là cái con mà nó lươn lẹo mà nó ẩm ướt á. Trên hang đá. Dưới hang đá. Cái miệng. Chính xác. Biết không, con cá thường ưa mà. Lấy giống con cá. Nói nghe được. Cho em anh đẹp này. Ok. Anh Nguyệt, không có đậm. Đậm. Em xử lý bà Trâm đi. Thôi. Em bắt một cái cầu qua cái chân mày bãi gì nè. Đẹp lắm, em bắt một cái cầu đậm đậm qua cái chân mày bãi gì nè. Xin liền. Đậm lên nha, răng lên.
Cái gì mà dày? Ê, cái này là hai đường rồi. Bà hai đường rồi nè, hai đường ngõ ra. Cái này nè, vòng qua đây xong rồi, xuống này nó thành hai đường rồi. Hai đường hai rồi. Người ta đi một đường, mà tại cái mũi gì cao, mũi gì cao quá, mũi gì đẹp quá, bây giờ nó phải như vậy. Đây một nhấn nữa là ba rồi kìa. Vừa nói cái nó nhấn là một cái. Ướp vậy thôi. Mặt tôi nó sao rồi mọi người? Phấn chạy mà. Bạn anh không có phấn. Rồi câu tiếp theo đi. Hỏi câu hỏi dễ thôi. Chị toàn là câu hỏi giỏi dễ mà mọi người dễ đó, mà dễ. Mấy người ở đây giỏi nha. Mấy cái người mà cầm câu hỏi và trả lời thường thấy dễ lắm. Ừ. Rồi chưa? Rồi tiếp tục nè. Thân em mấy câu rồi. Thân em vừa trắng vừa tròn. Viết bao nhiêu chữ em mòn bấy nhiêu. Chưa bắt đầu. Chưa bắt đầu. Mày mất liệt rồi. Chưa hết, chưa bắt đầu rồi. Đó, đó, đó. Bây giờ có bắt đầu nè. Thôi. Chị không nói bắt đầu. Bắt đầu. Gọi trước, bằng tiếng gọi trước. Viên phấn. Đúng rồi, nãy giờ chị không có bảo bắt đầu. Đó, mình cũng thắng rồi, kệ đi, mình tiếp đi. Đáng lẽ đội bên kia gõ như vậy, một người gõ trước như vậy là đã sai nguyên mất lượt rồi. Hồi nãy giờ chị đâu có bắt đầu đâu. Mất lượt mà, nó cũng bị phè. Trời ơi, ăn ghê quá à. Mày gì kỹ vậy? Mày để bắt cầu cái chân mày của bà Hồ Bích Trâm này. Trời ơi, có mày vậy à? Ui, không dính mấy xàm nè. Một đường à, một nha. Không dính mấy xàm nè. Một mày đường. Mày cho em dính lắm. Không dám rút ra. Không dám rút ra. Đó. Đẹp quá hả? Trời ơi. Đẹp quá hả? Ủa, đang như thế nào vậy trời? Anh sẽ làm cô bé Nhàn lại như từ từ. Người ta đã làm em. Từ từ để em soi gương nha. Anh sẽ vẽ lại cái chân mày cho bé Nhàn. Cố quyết tâm. Trời ơi, sao cái chân mày bên xinh mà. Mọi người đến bắt chân mày. Đây đây đây, cái câu này luôn. Cái câu này bắt luôn. Rồi, câu này dễ nè. Quên đi. Bắt luôn nè, bắt lại trả thù nè. Đây đưa luôn. Mình đâu nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 câu rồi, còn 4 câu được. 7 câu rồi, anh hai quẹt là 7 câu rồi. 12 câu lận. Có 10 câu à, 3 câu nữa nhé. Tiếp tục nè. Trong lông ngoài nhẵn như chùi, khúc thịt ở giữa có mùi thơm thơm là quả gì? Chưa đâu, bắt đầu mà. Chưa, người ta chưa nói trong chữ đầu đó. Không. Nó mới có bắt đầu mà. Không, tại vì bà vừa nói vừa cười, bắt chữ đầu của người ta bảy rồi. Được, được, bắt được. Ừ, là mình gõ rồi. Mà trả lời đi, trả lời đi. Đi coi chậm tính sao nè. Nói đi, cái gì? Không biết. Không, không có đọc lại, gõ rồi là không đọc lại. Không, đọc lại. Không, đọc lại. Phải đọc hai đội cùng nghe chứ gõ rồi, anh cho đọc lại. Đọc hồi nãy vẫn đọc được mà. Anh ghê là tao quẹt không biết tập á. Tao nói là tao làm nha, tao quẹt biết tập đó. Trong lông ngoài nhẵn như chùi, ở giữa có mùi thơm thơm. Thích chào hồi nãy em. Ba ngoài đúng không? Lông ngoài đúng không? Lông ngoài đúng không? Em tưởng chôm chôm. Bây giờ lông ở trong nó mới chua nè. Cái gì lông ở trong ta? Cái gì trong trong lông ở ngoài nhẵn trời. Không có. Cái gì ta? Thôi cái gì thì mấy chị biết tập rồi. Không người hết nha, tao quẹt mày á. Gì? Con người hả? Rồi trả lời câu trả lời. Không, nghe lại một lần nữa thôi được không, đang nỉ luôn. Không, trời. Cái lỗi cái chân mày bắt con rồi. Người ta tới thì phải ép trả lời nhanh. Ta biết ta hẳn hẳn gõ, chứ không biết cũng gõ. Rồi sao không đoán được gì trơn trời, chứ không bay đi đâu rồi. Anh tại sao không có câu trả lời, anh cũng gõ với em mà. Trả lời nhanh, ba. Từ từ, cái gì? Trong lòng. Tôi nghe lại đi, tôi bị gì lộn như bà chắc rồi. Tôi cũng nghe là ở ngoài trong ngoài lòng đó, tôi nghĩ là một cái khác rồi. 3, 2, trong lòng. Ôi, hết thời gian. Cái nhẫn lòng. Sai được cái lòng rồi, chỉ có lòng. Bà bị sao? Cái lòng nó có lòng mà. Nó có một lòng ngoài rồi, sai lòng ngoài. Nhưng mà nó là lòng ngoài. Còn trái này, trái gì mà kỳ vậy? Nhưng mà sao trái gì mà lòng ở trong kỳ vậy? Người ta lòng ngoài mà. Trái bắp hả? Trái bắp cũng có lòng. Sai luôn. Cái gì? Nói chung là hai đầu quẹt nhau. Không, tôi đâu có trả lời. Ôi, trả lời rồi, sao tự nhiên không anh trả lời chi? Không có, anh đã mà. Cho giờ không được, ví dụ bên đây. Sai rồi, hồi nãy quy định là sai rồi, quẹt rồi, người ta xác định quẹt rồi, người ta đang hỏi đáp án thôi. Quẹt biên, quẹt biên tập, lôi bài biên tập vô, quẹt bài biên tập. Cái gì, nói ra cho hay cho thơ. Cái xoài, cái trái của nó. Câu trả lời không có được mà như ý luôn á, nhưng mà thôi kệ đi, mình được quẹt, mình hạnh phúc rồi. Chân xà được không? Lẽ anh để quẹt. Đừng có nói lăng mày không nữa nha. Kẻ dâu dọn đi. Nói lăng mày luôn hả? Kẻ dâu làm râu đi. Trời ơi, nó đập nát mặt luôn. Đánh ngôi hả? Nó đập nát mặt luôn.
Đó, anh ơi, ráng trả thù coi bên kia mới có một gạch gì à. Rồi, tiếp đi em ơi. Câu này rất là thú vị. À, thú vị nữa nè. Câu này tôi quẹt chú Mai. Ừ, tôi trả lời tôi quẹt bà luôn nè. Thú vị nè, thú vị nè. Chọn quẹt con mẹ biên tập đi. Ừ, thú vị nè, thú vị nè. Lột áo quần ra. Chơi cái gì kỳ vậy, chơi gì lột đồ vậy? Ý là bây giờ bị bốn đứa lột ra phải không? Ừ, để nghe hết câu hỏi đã. Lột áo quần ra, khi Trần Như nhộng thì ta đút vào. Đút vào mới sướng làm sao? Rập lên rập xuống nó trao. Cái câu hỏi gì mà tục tiểu vậy? Lột áo quần ra khi chồng như nhộng, gì Trần như nhộng thì ta đút vào, xong đút vào trào nước ra. Câu hỏi gì đó? Đập lên đập xuống. Đập lên đập xuống. Nó trào nước ra. Là gì? Hành động gì? Rồi. Một, hai, cái gì ta? Cái gì? Không có đọc lại nữa. Có gan thì gõ đi. Bắt đầu. Cái gì ta? Mình phải trả lời đúng để mà đặt lần kia chứ. Cái này là không thì có gì là tiếng Việt. Không phải, ở à, lột mình lột, phải lột áo quần ra. Đừng có diễn tả nữa nè. Thôi được rồi. Khi Trần Như nhộng thì ta đút vào. Đút vào mới sướng làm sao. Rập lên rập xuống nó trào nó ra. Bà đi tập, tôi mà nói đúng tôi quẹt bà cái. Trời ơi, trời ơi, trời. Cái gì mà chết chết rồi. Chết chết rồi. Chết chết lọ than dính đầy cái kìa. Thèm bà lắm, tôi thèm bà lắm rồi bà đi tập. Nói gì? Trả lời nha. Anh sai. Anh em sai nha. Anh sai anh bị quẹt thôi. Cái này là anh ngẫu hứng, tại anh dai và biên tập anh ngẫu hứng thôi nha. Rồi rồi. Con mắt của bà đi tập. Con mắt gì? Sai. Con mi. Sai. Sai rồi, ok. Thôi, đây là một cái hành động mà chúng ta ăn cái loại. Mày nó chua. Mày nó ngon đúng không? Thôi, được rồi, không cần kết quả luôn. Bây giờ không cần kết quả, ok. Ê. Tại mấy câu này sao nó khó vậy? Trả lời đi. Không cần kết quả. Thanh nhà không cần kết quả. Thanh nhà trả lời đi. Đó là hành động ăn mía mọi người. À. Cái lột áo ra khi mà nó hết nó bỏ thì mình đút nó vào. Thì đút vào thì đập lên đập xuống. Trời ơi, tôi thua một biên tập nữa rồi. Tôi thua một biên tập nữa rồi. Một cái câu hỏi rất là thú vị đó nha mọi người. Rồi. Rồi. Không nghĩ là tới cái mía, cây mía luôn á trời. Sắp hết rồi, Còn có hai câu nữa nè, mấy chục phút rồi đó trời. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, hỏi làm sao để lấy nước từ dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài. Bắt đầu. Điều nhau luôn. Hà cũng tiếng gọi chưa? Tiếng hoài. Địch không, phía đây là địch không. Nhắc sai cho mình trả lời sai. Âm thanh ngủ với tím hay gì mà tím hoài. Hút nước ra. Đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi. Trời ơi, quá vậy. Xử lý ông Thành đi, ông Thành mày quá. Anh Thành ơi. Thôi, làm vậy ông Thành. Em gì ơi, đừng lại gần anh nha, em gì ơi. Trời chán quá à, trao đổi bên đây một lần coi để cho... Ủa, tôi muốn nói với hai chân mày của hai bà này. Chơi tiếp đi. Không có cơ hội, một câu cuối cùng nè. Cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng nha. Rồi. Anh nó chán ghê. Trả lời tôi ít mà nói thì cái nhiều. Cái gì người đi. Mua cũng biết, người bán cũng chắc. Biết. Người xài thì không bao giờ biết. Cái này tôi biết. Chưa. Dẹp đi. Chưa bắt đầu. Em giúp anh. Em giúp anh nè. Anh gọi ngang đây nè. Thành gọi ngang đây nè. Quẹt đi. Thành không có gì. Thành anh im miệng lên đi, đừng trả lời. Anh sợ anh trả lời sai. Quẹt luôn, anh báo thẳng là anh quẹt luôn mà. Con trả lời đi con trai. Đây, Thành ngồi xuống. Không. Sai. Đúng rồi. Sai, có một cái nữa. Không có chạy gì nữa, đây qua đây cưng. Ê, để em nói lòng đi. Quay lại cái này coi. Trả thù. Thôi, để em nói lòng mày cho mấy nhà giống em. Anh nhờ cho em luôn. Anh trả thù mấy nhà được rồi. Đây, làm gì làm đi. Mặt con nhỏ nó ngương nghe. Tự tin với câu trả lời này mà. Cái này sao? Đúng rồi. Muốn cho nó thấm nước á là mình phải có một miếng nước như này. Cho mình khoảng 10 chấm. Trời ơi, chua lắm nhà ơi. Nói chân mày cho con nhỏ cho đẹp nè. Sao cho đẹp nè. Một đường đúng không? Cha nước nhiều quá rồi. Khóc xấu lắm em. Làm gì xấu khó còn lắm. Một đường một. Ghê không? Lấy nữa thì mình sẽ không cần phải nướng thịt nữa. Chúng ta đang có cái điện nướng ngay chờ mình dưới đúng không? Ừ. Mày quẹt nó không có quan trọng là chỉ hồn của ta như thế nào. Khẳng định được cái đẳng cấp của mình. Nè, đổi mình có 3 quẹt rồi nè. Ô, sao mà ít quá vậy ta? Ủa, hãy giúp đỡ coi đây nào. Đưa tay nào bạn ơi. Ai rảnh? Rồi anh.
em quay mặt qua kia cho đưa lại đi. Kim Thi chào bạn ơi. Chăm. Không, à, bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn mọi người đã coi tập này, mặc dù nó hơi xàm một tí. Ủa cái này là tập luôn hả? Ừ. Tưởng là cái này là bắt đầu kiếm tiền thôi chứ. Ông rảnh quá, cái này là một tập hồi nãy giờ mấy chục phút rồi đó. Rồi, sau khi chạy qua các cái vòng thi với câu hỏi cam go thì đội chiến thắng thì chúng ta cũng đã biết đó chính là đội của anh Bông Tím và Thanh Nhàn. Yeah. Thông minh quá, thông minh quá. Ai mà chọn dữ vậy ta? Ai giỏi dữ vậy ta? Đó là Bông Tím với Thanh Nhàn đó. Ồ, yeah yeah. Rồi bây giờ sẽ là hình phạt. Bây giờ hình phạt là của đội thua cuộc là phải đi bắt gà để chúng ta có một bữa ăn tối. Sau khi đi bắt gà thì còn đội chiến thắng thì chúng ta sẽ đi hái rau. Ủa vậy thì chiến thắng cũng phải làm hái đi. Dưa hấu. Yeah. Trời ơi. Nhưng mà hồi nãy bàn là đội nào thua là phải nướng cái bữa tiệc đó cho đội thắng ăn. Có bạn thì có. Thôi ok em nướng cho mọi người ăn. Mọi người hôm nay đi chơi với em là vui rồi. Thôi, quan trọng kia cũng phải vậy. Thôi bây giờ phân lại đi. Bây giờ á, hai nam đi bắt gà, hai nữ đi hái rau để chúng ta chuẩn bị tiệc cho tập tiếp theo. Bye bye mọi người. Ba nữ đi hái rau, một nam đi bắt gà. Cái ba nữ đi hái rau, một nam đi bắt gà. Ờ ha. Là một mình ở Thành đi bắt gà. Yeah. Trời ơi, sáng trên truyền tôi ói dữ lắm đó. Nhắc xìm. Ông tự nhắc lại nha mọi người ơi. À, cảm ơn mọi người, mặc dù cái tập này nó hơi xàm nhưng mà thôi kệ, còn hơn là không có gì để quay tại trời mưa mọi người ơi. Bây giờ hết mưa rồi và mình sẽ trở lại với công việc chính của mọi người. Bye bye mọi người, nhớ đón xem tập sau nha. Ai ngủ.